Hello, xin chào các bạn nha. Nhiều bạn thì bảo mình làm cái series cày chay đi để cho một số bạn cày chay thì có thể tham khảo nhá. Thì được rồi, nói chung là các bạn thích kiểu gì thì mình chiều các bạn kiểu đấy thôi. Thích đua top thì có đua top, mà thích cày chay là có cày chay luôn. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên các bạn nhá. Ngày đầu tiên thì chúng ta đi làm gì? Thì đơn giản thôi các bạn ơi. À, một số những phần quà nhận phát có 100 tín ngự linh thạch tuyệt cả là vời. Đi đấy. Mình thì chọn nhân vật gấu trúc bởi vì trông nó khá là cute. Ngày đầu tiên thì chúng ta cứ xả đào loang tà văn luôn. Và trong cái phần tự động này thì cứ trang bị lực chiến cao hơn là mình múc nha các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy là mình có cái tăng tốc chặt thì thôi. Xin phép các bạn nha. Cho mình nạp cái gói thẻ tháng trị giá 129.000. Ok. Thì cũng không hẳn là cái chay nhưng mà nó có phần bỏ qua quảng cáo cho nó đỡ khó chịu các bạn ơi. Chứ không đang làm video cho các bạn ấn xem quảng cáo đúng dở luôn. Thề. Thế thôi, cho mình nạp đúng cái gói đấy thôi. Thề luôn nha các bạn. Ở trong phần này thì mình sẽ chỉ chơi mỗi em Lạc Anh thôi, để là có thể sở hữu được thêm đào trong phần khiêu chiến yêu vương. Thì trong phần này cực kỳ quan trọng, bởi vì nông dân của chúng ta nếu như không có nạp cái gói đó chính là quý cấp tiền thụ thì rất là thiếu thốn đào. Thế cho nên là các bạn cứ đầu tư vào trong đấy để mà có thể là lấy thêm đào. Với cái thứ hai nữa là trong cái phần phúc địa này các bạn này. Ai xài, nên là đầu tư chuột vào đây các bạn nhá. Mình hiện tại mình có 2 con thôi. Nhưng dần dần thì mình sẽ nâng dần số chuột của mình lên 3 con. Đấy, các bạn thấy chưa? Còn là 200 điểm nữa thì mình sẽ cố gắng đào nha. Ít nhất phải tầm 3-4 con chuột thì nó mới ngon lành cành đào được các bạn ơi. Trong phần này xem nào. Level 2. Cứ tầm level 3 trở lên thì các bạn đào nhá. Ấy, có 4 nào đang đào gì đấy? Level 3 vẫn là ông đấy à? Top King. Rồi, level 2 thì thôi bỏ qua luôn. Ví dụ mấy cái bình này thì bỏ luôn đi nha các bạn. Không cần. Nông dân của chúng ta chỉ cần đào mà thôi. Đấy rồi, level 3 xin luôn. Đáng lẽ ra nếu như tìm level 4, level 5 thì ôi, cái gì này? Đùa. Ở đây đấy, level 4, level 5 đây. Ôi vai, không thể tin được. Đúng là lốp cha lốp chốp các bạn ạ. Cũng thế nào mà cái thế nhở? Ở đấy thì còn ở trong cái phần cái tiên thụ của mình ấy, cứ vã vào đây thôi các bạn ơi. Sai, nếu mình lên cấp 9 là nó sẽ ngon lành luôn. Mình còn 15 tiếng nữa rồi thì mới lên được cấp 9 nha các bạn. Đấy, còn đâu thì ở level đầu các bạn chả cần quan tâm. Đó chính là chơi vào cái liên kích hay là cái gì. Tầm level 150 trở lên thì các bạn hẵng nghĩ đến cái việc đó chính là liên kích hay là cái gì nha. Thì nói với các bạn luôn, đó chính là giai đoạn đầu thì trời liên bạo. Nông dân cứ vã vào liên bạo mà chơi. Còn linh thú đây các bạn ơi, thì mình reset nói chung là nó cũng hên. Bởi vì là trong phần triệu linh thú này thì mình cũng đầu tiên là mình dành 200 mấy ngựa linh thạch này ra reset để có thể là kiếm được em ứng long. Do là em ứng long này sẽ giúp cho mình có cái khả năng đi PK rất chi là ổn áp ở giai đoạn đầu tiên. Đấy, còn đâu về sau là mình sẽ all in hết vào em ông già các bạn ơi. Ok la luôn. Còn cứ khi nào mà ra ứng long thì mình sẽ lại lấy tích ngựa linh thạch để lấy để build dần về sau các bạn. Đấy, hợp lý. Còn ông già thì là múc vã all in cho nó đầu tiên để có thể tăng thêm chỉ số nha. Chắc chắn là ngày mai ngày mốt khi mà mình có thêm cái lượt reset miễn phí ở đây là mình sẽ reset kiếm thêm em ông già nha các bạn. Đấy, chơi nông dân cày chay là phải tiết kiệm. Còn ở trong cái phần tinh quái này thì ngày đầu tiên mình cũng có thu thập được khá mấy cái vé, nhưng mà mình để dành đấy các bạn nhá. Bước sang ngày thứ 3, đêm ngày thứ 3, ngày 3, ngày 4 đấy, thì chúng ta sẽ có cái phần xả cái tinh quái đấy. Thì mình sẽ xả sau, còn bây giờ thì mình sẽ tích lại nha các bạn. Hợp xử lý ở phần đấy luôn. Thế thôi, giai đoạn đầu chơi mấy tinh quái kiểu cùi cùi này thôi cũng được rồi. Như thế này là ổn áp các bạn. Đấy, thế thôi, đơn giản. Còn trong cái phần khiêu chiến yêu vương này thì mình sẽ đi đánh thử xem nào. Bục phát xem nào. Ê à, đam nó khá là to đấy các bạn ơi. Ai chả chặt con này đam to quá. Ui rồi đau thế. Ui rồi nó lại còn né nữa cơ. Úi rồi. Úi rồi. Ui rồi ôi, vãi cả trường, thật khó đấy. Nhìn chung là cũng khó đấy các bạn ạ. Thôi, tự động thôi vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Có một trong những cái phần dị thú xâm lược này nữa. Mình quên mất mình lại đánh ngay từ sớm. Thành ra nhìn tốt vậy. 807 các bạn ạ. Ôi thật là vãi nhái. Quên. Nói chung là lúc đấy không phải là quên đâu, mà mình bị thiếu cái ngựa linh thạch để lấy em ứng long.
Thế thành ra là mình đánh luôn để kiếm mấy cái ngựa linh thạch đây thôi, coi như ngày đầu tiên mình bỏ đi. Bởi vì là chơi cái chay thì nó không quá áp lực về cái phần là phải đua tốt với các bạn, nên là chơi cứ cảm giác cái thoải mái vãi chưởng luôn các bạn ơi. Tiên hữu xem nào, du ngoạn phát. Rồi, tiếp tục. Ok. Ôi rồi. À đấy, nhìn cái linh thảo em nhớ. Tí nữa thì mình sẽ nói thêm đến cái phần linh thảo nha. Tào này. Ồ, khá là nhiều cái tịnh bình thủy. Giảm thời gian đi, khơ khớ. Mấy chục phút đấy. 4 bình, 20 phút. Ok luôn. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ nói đến phần linh thảo đấy nha các bạn. Ở đây thì mình có khá khá cái linh thảo này. Tuy nhiên là mình sẽ giảm cho cái này gọi là xuống cái tỷ lệ của mấy cái trang bị trắng rồi lục biếc xuống đi, sau đó thì mình mới xả cái tinh thảo linh thảo này sau nha các bạn. Đấy, đặc biệt là không có cái phần thẻ chọn đời này, đâm ra lại không có tính năng tự động là cũng căng ấy. Ui dồi ôi, như này là bắt đầu căng thẳng ở đây, nhưng mà không sao các bạn ơi, cứ chơi bình tĩnh từ từ thôi nha, quan trọng là mấy ngày cuối đấy. Bởi vì là ở những ngày đầu tiên á thì anh em cái chay sẽ cực kỳ là sốt ruột, do là có một số những cái tính năng mình không thể xả được giống như các bạn mà nạp. Nên là bạn từ từ nhá. Nhưng mà tầm từ 5 ngày đến 7 ngày, sau 7 ngày là các bạn sẽ thấy cái việc tích lũy của các bạn nó sẽ hợp lý luôn. Riêng đào thì không cần tích lũy nha các bạn. Đây rồi, nhanh. Level 5. Đây rồi. Ui dồi ôi, vẫn còn à? Đang ở đâu đây? Đang ở đâu đây? Đang đào ở đâu ấy nhỉ? Một con nữa đâu? Thăm dò ở dưới này à? Ủa? Đâu ấy nhỉ? Thôi được rồi, tí nữa thì mình sẽ đào sau nha các bạn. Ô, rảnh một con này. Ảo vậy. À, quên. Hai cái đào ở cùng một người làm sao mà đào được? Trời ơi, bực thực sự luôn các bạn đi. Xem nào, còn ai không? Level 4 là mình múc này. Level 3 cũng tạm được này. Không có à? Ui ôi, mình đến level 5 này các bạn này. Thôi thế thì mình reset đây vậy. Reset ở đây vậy. 3 phát thôi. 4 phát. 5 phát. Level 4 luôn. Tuyệt vời. Level 4 là mình đã có 20 đào rồi. Level 5 là có 30 đào. Cực kỳ xịn sò con bò nha các bạn ơi. Vật cưỡi đây. Vật cưỡi thì mình nghi là các bố ở giai đoạn đầu là hay vã liên kích với bạo kích, thì cho nên là mình đã mua luôn một cái thoi bay. Ở đó về sau thì mình sẽ lựa xem server chơi gì nhiều thì mình sẽ mua sau nha các bạn. Đấy, tạm thời chỉ cần cái thoi bay là ok rồi. Vật cưỡi level 2 hơi cùi tí, nhưng mà không sao. Tiếp tục xả đào các bạn ạ. Có cái gì là xả cái đấy luôn. Mạo hiểm. Múc thử xem nào. Cảm ứng long này thì giai đoạn đầu đi mạo hiểm cũng khá là ngon. Em nó xịt khá thốn đấy. Đào đây. Ai ui. Ai ui. Choáng rồi, thôi. Chưa qua được các bạn. Rồi, hơi bị thiếu đam một tí. Thế này thì chắc là phải đi khiêu chiến yêu vương luôn thôi các bạn ơi. Thêm một lần nữa, nếu như không được thì mình sẽ cắn quét nha. Chủ yếu lấy đào thôi. Chủ yếu là lấy đào thôi. Ui, không được rồi. Tình hình này là bất ổn rồi các bạn ạ. Cần phải có thêm đào. Thì lúc đấy trang bị của mình nó xịn xò hơn, thì mới có thể là sở hữu được thêm những cái lực chiến cao hơn các bạn ơi. Cắn quét đã. Dè dặt thôi. Tầm 3 phát đã để xem là 255 đào này là lực chiến của mình có lên được hay không. Nếu như mà tăng được một chút thì lại đi khiêu chiến cái hải tiếp theo thì sẽ có nhiều đào hơn. Chơi cứ từ từ, từng tí một, thế là nó hợp lý nha các bạn. Đấy, nói chung là ngày đầu tiên chơi cực kỳ đơn giản thế thôi. Còn ngày thứ hai có những cái gì nữa thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn nhé. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh. Nếu như các bạn là nông dân thì nhớ theo dõi cái series này nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.